trai tài gái sắc, đôi mình là nhất. Làng trên sớm dưới, đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng, đến lúc tình chuyện trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm, theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng, chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ôi dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì ngần ngày chi, 1, 2, 3 vô hết ly. Kiều già ngựa ô, anh khớp đón em về Vinh rồi. Hoa pháo quay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó. Trai tài gái sắc, đôi mình là nhất. Làng trên sớm dưới, đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng, đến lúc tình chuyện trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm, theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng, chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ôi dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì ngần ngày chi, 1, 2, 3 vô hết luôn. Kiều già ngựa ô, anh khớp đón em về Vinh rồi. Hoa pháo quay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Ví dầu cầu vàng mà đóng đinh, anh sẽ đưa em đi về Vinh. Anh hứa yêu em mãi chung tình, mãi chung tình. Cầu tre gặp gần mà khó đi, anh sẽ dắt tay em dìu đi. Ô dù qua xa từ đây hết ê. Kiều già ngựa ô, anh khớp đón em về Vinh rồi. Hoa pháo quay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Giờ lành đã đến em ơi, đàn tay càng rượu giao bôi. Quà mừng xin lễ trao tay, nên duyên ngày ta có đôi. Bà con đông đúc chung vui, anh mang kiều quá rước dâu. Bồi hồi nhân cưới trao tay, hạnh phúc răng lòng bắt đầu. Anh mặc vest, em thì váy cô dâu. Đưa em lên thuyền qua, ta bước chung nhịp cầu. Cơn mưa hạnh phúc đã đưa mình đến bên nhau, cho hai chúng ta có một tình yêu nhiệm màu. Em đừng có xỉnh tiền mừng cưới chưa vui, đêm nay ta sẽ đọc phòng hoa chúc bao vui. Tranh thủ ra năm làm thêm cái đám thôi nôi. Xuất sắc em ơi, hai ta là nhất trần đời. Giờ lành đã đến em ơi, đàn tay càng rượu giao bôi. Quà mừng xin lễ trao tay, nên duyên ngày ta có đôi. Bà con đông đúc chung vui, anh mang kiều quá rước dâu. Bồi hồi nhân bà Nguyệt hôm nay cũng ghé sang thăm. Pháo hoa rộn ràng, ly cùng ly mà rần rần. Dàn nhạc sập sình vui cả xóm em ơi. Biết bao nhiêu người mong được hạnh phúc như mình. Em đừng có xỉnh tiền mừng cưới chưa vui, đêm nay ta sẽ đồng phòng hoa chúc bao vui. Tranh thủ ra năm làm thêm cái đám thôi nôi. Xuất sắc em ơi, hai ta là nhất trần đời. Giờ lành đã đến đang tay càng rượu giao bôi. Quà mừng xin lễ trao tay, nên duyên ngày ta có đôi. Bà con đông đúc chung vui, anh mang kiều quá rước dâu. Bồi hồi nhân cưới trao tay, hạnh phúc răng long ban đầu. Anh mặc vest, em thì váy cô dâu. Đưa em lên thuyền qua, ta bước chung nhịp cầu. Cơn mưa hạnh phúc đã đưa mình đến bên nhau, cho hai chúng ta có một tình yêu nhiệm màu. Giờ lành đã đến em ơi, đàn tay càng rượu giao bôi. Quà mừng xin lễ trao tay, nên duyên ngày ta có đôi. Bà con đông đúc chung vui, anh mang kiều quá rước dâu. Bồi hồi nhân
trái trong xanh. Mời em, mời em cùng anh ghé lại một lần. Quê mình có đò có sông, quê mình có gò có bông. Chứ mời em về thăm chốn này miền Tây. Trong nàng về, ở về làm dâu, ở về làm dâu, ở về làm dâu. Rồi ngày sông nước lung linh, mời em, mời em làm dâu hiếu đạo nhà mình. Chứ anh thì không ý gì đâu, ơi họ là thương, ơi họ là thương, ơi họ là thương. Gió mây bay trên trời, gió thấy những lời muốn nói. Biết mẹ anh muốn dâu, trên giường đã thấy chiều mới. Chỉ cần em gật đầu, bưng lễ nhà trai thật ngầu. Đêm câu trầu đến rước em về nhà anh như trốn được khâu. Chín rung rinh dìu em, dìu em là ra cánh ruộng làng mình, cánh ruộng làng mình. Lúa cười lúa nói cùng em, ở nơi này ngày mùa nó lắm lên. Con em là em không ngại nhọc nhằn. Dòng sông đã nói gì với em. Con cá linh đồng hoài dương bông súng, chai bếp sau hè chờ nồi cơm khê. Có ba mẹ quê đợi trong nàng về. Ơi về làm dâu, ơi về làm dâu, ơi về làm dâu. Rồi ngày sông nước lung linh, mời em, mời em làm dâu hiếu đạo nhà mình, làm dâu nhà mình. Chứ anh thì không ý gì đâu. Xạo quá, anh thì biết mẹ muốn dâu là em. Nàng dâu miệt vườn, ơi họ là thương, ơi họ là thương, ơi họ là. Thì
sắc nguyện trong đời mình bên nhau. Kính thưa quý ông và kính thưa quý bà, và hôm nay họ nhà trai có mang 6 mâm lễ vật, là gồm 1 mâm trái cây, 2 mâm bánh, 1 mâm trà, 1 mâm rượu, 1 mâm chầu, làm sánh lễ rước dâu, xin trình trước hội đồng lưỡng tộc và xin mời ông đại diện đứng ra để nhận phần quà của họ nhà trai. Rồi, tôi xin thay mặt cho họ nhà gái xin nhận những cái phẩm vật này. Về bằng phẩm vật thì tôi xin thông báo với ông đại diện, tức là theo tôi thì mình đơn giản quá vấn đề gì này cho nó dễ nè. Theo tôi thì bây giờ mình sẽ tượng trưng những cái phẩm vật này lên gia tiên. Dạ. Sau đó mời cô dâu ra để cho đôi trẻ dâng chầu cao, rồi bắt đầu mình đăng đèn mới thượng hương. Thì ông đại diện thấy sao? Mình đơn giản bớt cái thủ tục, cái thời gian cho nó gọn để mình về bên nhà trai. Dạ. Yeah. Chứ để nhiều khi... Dạ, kính thưa quý bà, kính thưa ông đại diện họ nhà gái. Về thủ tục mà họ nhà trai là tiến hành nghi thức làm lễ để rước dâu thì gồm có 6 bước lễ.
Bức lễ thứ nhất là lễ sinh nhập gia, lễ thứ hai là lễ thượng đăng bái đường, lễ thứ ba là lễ lại họ, lễ thứ tư là lễ trao hoa, lễ thứ năm là lễ dở mâm chầu, lễ cuối cùng là lễ kiếu. Sau đây 6 lễ xin trình với hội đồng lưỡng tộc và ông đại diện hội nhà gái. Tuy nhiên tùy theo phong tục tập quán của địa phương, tôi xin ý kiến hỏi hội nhà gái có thêm có bớt phần nào, bổ sung gì thì cho ý kiến để hội nhà trai tôi biết. Rồi tôi cũng tiếp lời ông đại diện hội nhà trai. Thì theo tôi tức là xưa bài thì nay làm, có nhiều cái tục lệ mình nên chế, có nhiều cái tục lệ thì mình nên giữ lại, thì thôi mình đơn giản giản quá đi. Thôi đồng ý với cái nghi thức của bên nhà trai đưa ra. Rồi bây giờ tiếp tới mình cho cô dâu ra đi. Dạ. Rồi để cho đôi trẻ nó dở mâm chầu ha. Rồi nó chào hiện tiền. Dạ. Nó bái gia tiên. Dạ. Em ơi nói nghe nè. Người quê mình chân chất, đường nhà anh cứ đi bằng chân đất. Không sao, trưởng đoạn thần nhất, lũ nhóc len bên giống qua đây anh cần tất. Làm vô miền Tây không có như không phải dễ, chỉ cần gặp đầu anh luôn luôn cho phải lễ. Ba con lỗi sớm, hồi bao em tai ghế một đời yên. Để tiếp tục chương trình, hỏi nhà trai xin phép làm cái lễ là thượng đăng hạ bái đường, để cho hai cháu làm lễ gia tiên. Một bài ca hai bên nhà cát tham gia, mời em đi về quê anh treo xuống ba lá, ngoài xà đá ngoài hồ cá mình cùng ta. Được nhìn em luôn cười vui là đời anh mãi luôn an bình. Muốn em là má của con anh là sau này, muốn em là con của tía má anh lâu dài. Nhất bái thiên đình nhị bái cao đường, qua ngàn gian nan giờ đây đã đến lúc rồi, chúng ta chung một nhà thôi. Nơi đâu bình yên bằng tình yêu của anh đối với em, không một câu dối gian. Muốn em là má của con anh là sau này, muốn em là con của tía má anh lâu dài. Nhất bái thiên địa nhị bái cao đường, đêm nay ta say ta bái thắng Dạ. Kính thưa quý ông và kính thưa quý bà, về phần bái đường này tôi cũng xin trình với quý ông quý bà, cho cháu nó xá bốn xá thay cho bốn lại hay là bắt buộc phải lại bốn lại? Tức là về mặt hiện tiền thì chúng tôi chế cái xá, còn về mặt gia tiên thì phải lại bốn lại. Rồi rồi, vậy là con khoan. Qua ra mắt gia đình, em mơ được làm cô dâu, trên tay cầm thêm bó hoa màu. Dây thơ hồng đã nói cho lứa đôi thật mừng mà, thương nhau phải như ba má là sẽ yêu nhau tới già. Ngày lành thì anh đưa chào cao qua, em sẽ theo anh đi. Chúc phúc từng câu, nhìn em hạnh phúc khóe mắt lệ cây. Ngày hôm nay chính thức
đã được làm cô dâu. Tiếng nhạc đèn vàng, từng lời ca hát, nhà ta đứng nhảy vui coi như là xuân sang. Mình đúng qua bằng bên đây nè, rồi bằng bên đó là từng ly rượu mời mừng hạnh phúc đôi ta. Nhân vui hôm nay tôi quý hơn bạc vàng, làm anh hạnh phúc khi mà cưới được nàng. Tình đôi ta sẽ mãi không đổi giác, anh chỉ muốn sau này tao có cho con một đàn em. Mấy lâu nay em trông rồi mong, chờ nghe anh qua ra mắt gia đình. Ông ngoại bà tám rồi ông bà ngoại rồi ông xui ông à, ông xui có ngoại rồi ở ngoài lễ đường ngoài cũng có thân tộc chúng tôi. Vì cái điều kiện mặt bằng mình nó hơi chặt là cũng không có chỗ vô đây để giới thiệu, thì nói chung tương đối thôi. Bây giờ vậy thì tôi cũng xin phép là để cho cháu bưng ly rượu để là chào ra mắt là giai cấp ông bà trước, rồi sau đó là tới giai cấp là giai bác, giai cô, giai dì, giai dượng sao ha. Thôi tôi thống nhất vậy nè, tức là mình mời tượng trưng trong cái bàn này thôi. Dạ. Nếu mà giờ mình bắt đôi trẻ mà đi mời hết cái lễ đường ngoài này chắc tới chiều quá à. Dạ thôi dạ. Mình mời tượng trưng bên này thôi. Ôi, anh nhớ nghe lời để cho em nghe. Mình về bên nhau dựng xây tương lai tình nồng không phải tay trong tay. Phép làm mấy câu thơ tặng cho cháu được không ạ? À? Dạ được, đồng ý. Trung hiếu tử kính dâng lên phụ mẫu, tạ công ơn dưỡng dục sanh thành, lại nuôi con trẻ trưởng thành, chọn nơi giai ngẫu tác thành nên duyên. Hai con nguyện ghi tâm khắc cốt, nguyện làm rễ thảo với dâu hiền, cầu cho cha mẹ phước thành, bá niên trường thọ yên lành với con. Trai trưởng thành chăm nơi giai ngẫu, gái cặp kê chọn bến trao duyên. Hết mấy câu thơ rồi con vòng vòng qua văn cho cha, vòng qua cha như vậy đó. Cái này á là tôi sắm xuống là lần đầu tiên tôi làm cho con anh chị đó, chứ cái này tôi không phải đồ ở ngoài thuê. Ở trên làng mình lướt sông trong hào hứng. Hôm nay có anh trai làng đón cô dâu về trọn tình phu thê. Người khen người ngó người mê, trai tài gái sắc đẹp tình lứa đôi. Dạ kính thưa quý ông, dạ kính thưa quý bà. Dạ đúng thì sau khi họ nhà trai rước dâu thì ba bữa quay lại là làm cái lễ phản bái. Nhưng mà do điều kiện của gia đình với hai cháu đi làm thì là không thể là ba ngày quay lại làm cái lễ phản bái. Cho nên hôm nay là họ nhà trai là rót rượu đây làm lễ để xin là ba bữa nữa là miễn là không quay lại để làm lễ phản bái. Tôi cũng xin trình trước hội đồng lưỡng tộc. Xin trình với ông đại diện họ nhà gái. Rồi tôi xin thay mặt cho họ nhà gái, chúng tôi thống nhất và chấp lễ phản bái luôn.
Tại vì cuộc sống mà nó có nhiều thời gian quá, nó cũng không có ở không được. Thôi chấp nhận, bây giờ mời ông đại diện anh làm luôn cho nó gọn đi. Rồi đưa lên gia tiên. Dạ. Rồi cúng gia tiên giống như cái lễ phản bái 3 ngày sau vậy đó. Dạ kính thưa quý ông, dạ kính thưa quý bà, dạ kính thưa hội đồng lưỡng tộc, kính thưa ông đại diện họ nhà gái. Dạ phần là thực hiện lễ của chúng tôi là vừa qua là đã tới lễ thứ 5 và đây là lễ là thứ 6 là chúng tôi xin trình cái lễ kiếu và xin rước dâu, là thỉnh họ nhà gái đưa dâu xin trình quý ông, trình quý bà. Rồi, gia đình chúng tôi trước hết xin chân thành cảm ơn quý thân tộc họ nhà trai đã sắm những phẩm vật thật là đầy đủ và chu đáo trong nghi lễ. Thì nó có nhiều cái lễ nhưng mà chúng ta nên chế và chúng ta nên giữ. Thì gia đình chúng tôi xin chân thành trước mắt và ghi nhận cái tình cảm của họ nhà trai. Sau đó chúng tôi xin chấp nhận cái lễ thỉnh họ và gia đình chúng tôi sẽ tháp tùng cùng họ nhà trai đưa cháu gái chúng tôi về với bên gia đình nhà chồng. Xin trân trọng thông báo buổi lễ rước dâu tới đây là hết. Có điều kiện để là họ nhà trai thực hiện hoàn thành cái buổi lễ rước dâu hôm nay. Dạ xin cảm ơn. Vui mừng ngày hôm nay xóm mình đông vui, bìa thư ao mới cập kê đi mừng vui. Hôm nay có đôi mẹ hiền nắm tay dịu dàng với hai cha già quý. Du quy pháo hoa rộn ràng múa lân sập sình nhạc tình ngày xuân. Này cô Tư anh Tám làng trên, sao cô để ảnh đợi mình quá lâu. Hôm nay chúng mình gặp nhau, tình làng nghĩa xóm họ hàng ta hết ly. Là vui ta dẫn lễ trầu cao, đeo nhẫn cưới cùng nhau ta kết duyên bền lâu. Là vui đôi ta cưới đầu xuân, không những có bìa thư thêm cái bao lì xì. Nhưng mà vợ chồng mình vui hơn, chung tình một lòng da sắt son. Rồi đây sớm hôm chung một nhà, em thương cha mẹ già, bọn bè cùng đàn con. Còn anh một nắng hai sương anh chống chèo, còn lưng anh chéo chồng. Em ơi thế nhân đành rành, nửa kia đàn bà còn nửa đây là đàn ông. Hai bên kết duyên vợ chồng, thế gian đầy tràn ngàn lời dèm pha. Vì đâu mình có tình ta, vì đâu mình cưới mình thề bên nhau. Em ơi dấu đời bệ dâu, một lòng dung đắp trọn đời ta có nhau. Đầu xuân không những có bìa thư thêm cái bao lì xì. Nhưng mà vợ chồng mình vui hơn, chung tình một lòng da sắt son. Rồi đây sớm hôm chung một nhà, em thương cha mẹ già, bọn bè cùng đàn con. Còn anh một nắng hai sương anh chống chèo, còn lưng anh chéo chồng. Em ơi thế nhân đành rành, nửa kia đàn bà còn nửa đây là đàn ông. Hai bên kết duyên vợ chồng, thế gian đầy tràn ngàn lời dèm pha. Vì đâu mình có tình ta, vì đâu mình cưới mình thề bên nhau. Em ơi dấu đời bệ dâu, một lòng dung đắp trọn đời ta có nhau.
Em ơi dấu đời bệ dâu một lòng dung đắp, trọn đời ta có nhau. Rồi giờ em tính sao, rồi giờ em tính sao, rồi giờ em tính sao, tính sao, tính sao. Rồi giờ em tính sao, rồi giờ em tính sao, rồi giờ em tính sao, tính sao, tính sao. Thương em mấy núi cũng kèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo anh cũng qua, mấy đèo cũng qua. Chứ thương em nào ngại chi đường xa, anh ước mong sao hai đứa chung một nhà. Gặp gần anh dắt em đi, nhọc nhằn nào đâu xa chi, chỉ cần ta chung lòng. Nguyện thề trọn đời mặn nồng dậy tơ hồng dệt mộng quyến ương, về nhà trong một ngày lành cho đôi mình đẹp tình yêu thương. Chẳng chờ chi nhớ em ơi, mình làm đám cưới nhanh thôi, bà con cô bác hai bên cứ mong ngày ta sánh đôi. Cầu cao xin lễ sang thăm, giờ lành thanh tốt hai lắm, là đẹp cuộc tình cho đôi mình bạc đầu chấm đơm. Rồi giờ em tính sao, rồi giờ em tính sao, rồi giờ em tính sao, tính sao, tính sao. Rồi giờ em tính sao, rồi giờ em tính sao, rồi giờ em tính sao, tính sao, tính sao. Người ta thường bảo, bảo sao nè. Người ta thường bảo yêu là phải nói, giống như là đói thì mình phải ăn. Nhưng anh thích em mà em không chịu, tình hình hiện tại có vẻ khá cằn. Cứ nghĩ về em bao đêm thao thức nè, bứt rứt bần thân tay chân nè. Anh thương là thương em thì nhưng mà còn chưa biết ngày nào em mừng. Alo. Cho anh hỏi là mấy giờ em ngủ, để anh thủ sẵn trước biết đường canh. Tội đi chơi một mình mà không ngủ, đêm nay lạng quạng trong mơ lại gặp anh. Đâu có ngại gì đâu, mấy sông anh cũng lội, dù mấy núi mấy đèo anh cũng qua. Bởi vì thương nên là anh chấp hết cho chọn chữ tình chữ nghĩa của đôi ta em ơi. Gặp gần anh dắt em đi, nhọc nhằn nào đâu xa chi, chỉ cần ta chung lòng. Nguyện thề trọn đời mặn nồng dậy tơ hồng dệt mộng quyến ương, trong một ngày lành cho đôi mình đẹp tình yêu thương. Chẳng chờ gì nữa em ơi, mình làm đám cưới nhanh thôi, bà con cô bác hai bên cứ mong ngày ta sánh đôi. Cầu cao xin lễ sang thăm, giờ lành thanh tốt hai lắm, là đẹp cuộc tình cho đôi mình bạc đầu trăm năm. Xin em chớ lo, dẫu còn nắng mưa dài dầu, dù giật đôi dù sao rơi, anh thương em nhớ trên đời. Chẳng chờ chi nữa em ơi, mình làm đám cưới nhanh thôi, bà con cô bác hai bên cứ mong ngày ta sánh đôi. Cầu cao xin lễ sang thăm, giờ lành thanh tốt hai lắm, là đẹp cuộc tình cho đôi mình bạc đầu trăm năm. Dạ kính thưa quý ông, dạ kính thưa quý bà. Dạ hôm nay là ngày mùng 9 tháng 4, là gia đình chọn ngày để cử hành hôn lễ cho hai cháu, đó là lý do buổi lễ hôm nay. Về thành phần tham dự buổi lễ thì hôm nay được sự hiện diện của hai họ và bà con giai cấp bên nội cũng như bên ngoại tham dự đầy đủ. Tôi xin công bố lý do xong về nghi thức là làm lễ tân hôn cho cháu thì tôi sẽ tiến hành làm 3 bước. Bước thứ nhất là cháu sẽ làm lễ là trên lại phần tổ tiên ông bà. Phần thứ hai là cháu sẽ ra mắt họ hàng. Cháu sẽ lần lượt ra mắt họ hàng từ giai cấp ông bà cho tới là giai cấp anh chị là nhỏ nhất trong gia đình. Cuối cùng là phần công bố kết thúc buổi lễ. Sau đây tôi xin hỏi ý kiến hội đồng lưỡng tộc có bổ sung phần nào hay không, hay là giữ nguyên phần lễ tôi công bố thì tôi xin ý kiến. Hội đồng lưỡng tộc không có ai ý kiến gì vậy, tôi xin phép bắt đầu buổi lễ. Đầu tiên xin mời
gia đình chủ hôn là thắp ba nén hương bên bàn thờ tổ tiên để cháu làm lễ gia tiên. Năm rồi mà sao chưa có ai về quê anh? Em đang nơi nào? Anh đón em về quê thăm ba má anh. Băng băng qua chân cầu, rồi nước công công băng qua khúc sông. Nước sông trôi lục bình, quê anh thấm đượm nghĩa tình. Anh đây không giàu, nhưng có vuông tôm và đừng có bay. Cho em yên bình, không nắng mưa gió sương đêm ngày. Em thương anh thì anh dắt em. Hai cháu làm lễ gia tiên đã xong. Tiếp theo chương trình, hai cháu sẽ làm lễ lại họ thì cháu nó sẽ ra mắt từ giai cấp ông bà rồi tới giai cấp là lớn anh chị của chủ hôn rồi tới là cha mẹ rồi tới là giai cấp là cô dì chú bác mà giai cấp em của cha mẹ rồi tới cuối cùng là anh chị của hai cháu là hết để đi vô phần lễ này thì tôi xin trình với quý ông quý bà đây là miếng chầu để lễ con cháu là bắt đầu ra mắt họ hàng để cháu ra mắt ông ngoại bà ngoại trước đi ở đây dây cấp ông bà thì có ông ngoại bà ngoại lớn ha hai con bưng miếng rượu lại dâng cho ông bà ngoại theo về quê anh về miền Tây quê anh sống nước hữu tình em đi về con gửi Phan hả ngoại nghe con rồi ngó lên nấu ông kính bà ngoại ơi ơi là cảm ơn bà ngoại ngoại gửi cho con chúc con trăm năm hạnh phúc cảm ơn bà ngoại quê anh nhà đâu có chi đâu mà em không cần lo âu anh yêu em đến khi bạc đầu sang năm nay em ơi ba má anh vui đầu tình năm sau em ơi đừng đợi lâu anh không mong gì em ơi chỉ mong thấy em cười cho em được yên vui được em thơm má anh mỗi ngày không lo nghèo em ơi ba má anh lo rồi mình chỉ lo khi nào cưới này em ơi thưa ba má em về quê anh chơi miền Tây cảnh đẹp ở muôn nơi á về miền Tây em sẽ thấy con sông Huế khi đến miền Tây là duy nhất ở trên đời luôn á thôi mà em về quê anh nha nếu thích anh thì có khó gì đâu nè mắc gì phải tính chứ đâu xa tính tới tính lui chứ bằng tính anh nha dân ta anh ngồi đàn em ca tình đôi ta như bài ca mai không phai nhòa đừng suy nghĩ em ơi có anh đây người con trai thật thà của miền Tây trung tình chất phát vui tính chứ hỏng nhầy nhất miền Tây thì là chồng em đây anh hai của anh hai cho mấy triệu anh hai rồi anh hai cho 3 triệu anh hai cầm miếng rượu đây cái đồng chí bác xui rồi cái đồng chí bác xui cầm đi rượu rồi này hai rồi ngó lên đúng không rồi ngon không xin mời đây là gia cấp anh chị của cô tám hả cô tám muốn miếng rượu coi còn ai dưỡng tám đâu tám vô chụp hình tám cô tám đâu rồi trời ơi cô cho tới mấy triệu uống với cháu miếng rượu lễ rồi này dưỡng hay sao chú chú cũng uống luôn uống hết nha rồi rồi bây giờ tới bên đây anh chú nằm trước đi đây cô bảy cũng có bạn nữa 5 triệu
rồi cho hai đứa xài dưới con. Cô Bảy là chị chú 5 cho 10 triệu. Dạ cảm ơn Bảy. Cảm ơn. Hai đứa tối cho mua tình vô phòng ăn con. Rồi bây giờ ngước lên để cháu nó chụp màn hình. 1, 2, 3, ủ. Hello nha. Hello. Dữ vậy. Bác Bảy chú hết là chúc hai cháu là được 100 năm hạnh phúc. Dạ. Cái hai nữa cũng có 2 triệu tặng cho hai cháu. Dạ cảm ơn bác Bảy. Hai. Ai uống 3 gụn này tối sung dữ. Ba đứng nó chụp thêm bôi nữa cho nó chặn người. Rồi. Rồi ông đó là rồi một lần nữa xin mời ai là bà con giai cấp xin bớt vào trong phòng nghỉ lễ để cháu nó hành lễ à. Bà em cậu Tư chú là cậu 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 rồi đây 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 à bước vô bà hôm qua chùm ơi đặt chụp luôn 4 người dạ. Rồi xong rồi. Một lần nữa xin mời hay là bà con giai cấp bước vào trong để cháu hành lễ. Cháu nó dân cái ly rượu nó cả dưỡng dục trong mình. Thời gian đợi cái mấy cái người kia mình tranh thủ rượu này tôi đã sinh thành nuôi dưỡng con nên người. Nó đưa uống hết thì nó bỏ lại. Rồi uống hết chứ bỏ lại nữa nấu cơm xong. Rồi, rồi, rồi cha mẹ ngon không? Rồi con dâu khoan quá con dâu ôm hôn hôn mẹ. Hôn mẹ cái đi nữa nấu cơm chín cho ăn. Trời ơi thắng không? Ok. Rồi vậy nữa nấu cơm chín. Hai ly rượu cho cha mẹ bên vợ. Để quay. Mẹ tặng cho con cái đồng hồ. Dạ cảm ơn mẹ. Rồi con đưa cho ba. Cha mẹ bước lên, cha mẹ bước lên. Cha mẹ bước lên để chụp phòng bôi hình lưu niệm. Em đi về quê anh nha, đâu có chi đâu mà. Em không cần lo âu, anh yêu em đến khi bạc đầu. Sáng năm nay em ơi. Với ông bà cha mẹ của mình không? Có cảm ơn thì nếu con không có lời anh có phần lời ăn hồng chừng nào chúng tôi ra cái lời thiếu á rồi dùng cơm thiếu thì không có lời nếu mà trời. Không còn ai bước vào trong để hai cháu hành lễ nữa thì tôi xin đại diện công bố phần lễ tân hôn của hai cháu là tiến hành đến đây là đã kết thúc. Và tôi xin đại diện họ nhà trai xin kính mời họ nhà gái ra để sảnh ở ngoài để là dùng bữa tiệc thân mật với là họ nhà trai. Chúc cho hai cháu 100 năm hạnh phúc. Khoa tôi xin lỗi chút nha. Tôi anh đợi chút em có cái nãy giờ em quên vụ này. Quên bây giờ ngày hai đứa bưng hai ly. Mời ông này cái vụ này riêng. Vụ này nó nặng dữ. Ông cái này nó nặng trách nhiệm hai đứa hai ly dữ anh. Anh với nó hai đứa mỗi người cái này mà cậu ba có món quà nhỏ nhỏ cho hai cháu trong ngày tân hôn hôm nay. Dạ, rồi mời ông đại diện phần này của anh có ảnh hưởng hưởng đi đi. Thì anh là không hưởng hưởng anh phần này có ảnh hưởng hai ly. Hai ly luôn. Hai ly. Vậy kỳ không? Đau uống ly không là tôi hai trời. Vậy mới ngon chứ. Rồi, uống ly nữa nè. Rồi để xuống. Ba má anh vui đầu tình năm sau. Em ơi đừng đợi lâu. Anh không mong gì em ơi, chỉ mong thấy em cười. Cho em được yên vui được em thơm má anh mỗi ngày. Không lo nghèo em ơi, ba má anh lo rồi, mình chỉ lo khi nào cưới. Yêu thật mà, viết tặng em câu ca, người miền Tây quê anh, hổng miêu trên đầu môi. Dù là giàu nghèo, nhưng luôn có nhau
rồi về sau nhà nhà ta đầy con cháu. Em đi về quê anh nha, đâu có chi đâu mà gì đâu. Em không cần lo âu, anh yêu em đến khi bạc đầu. Sang năm nay em ơi, ba má anh vui đâu. Tình năm sau em ơi đừng đợi lâu. Anh không mong gì em ơi, chỉ mong thấy em cười, cho em được yên vui, được em thơm má anh mỗi ngày. Không lo nghèo em ơi, ba má anh lo rồi. Mình chỉ lo khi nào cưới. Em ơi chúng ta về nhà, quyết định hôm nay ra mặt với ông bà. Hai ta đã đi bên nhau biết bao ngày rồi, chắc để hôm nay xem ngày lành tháng tốt thôi. Đưa lên trên xe hoa rước dâu về nhà, hai bên thông gia cho phép cưới luôn nà. Dự tính cho hơn 50 mâm mướn thêm vàng nhạc, muốn càng thêm sung thì mời hát ca tê. Ngày tân hôn cũng đã rồi sao vui quá đi thôi, chú Tam lên đầu rồi mà thêm từ chẳng thấy đâu. Bà con ơi nhớ đi tới đúng giờ chấm năm, chỉ có một lần bỏ hết công việc cứ để đó mai tình sao. Mời cô dâu chú rể cúi chào hai bên thông gia đi nào, càng hết ly này để rồi chúng ta là của nhau. Ngày mai sau anh hứa chú toàn chăm lo cuộc sống an nhàn để gia đình này của chúng ta vững vàng. Tập trung nghe tôi nói nát, lễ tân hôn chính thức được bắt đầu. Một tràng pháo tay cho cô dâu và chú rể cùng nắm tay đi lên trên sân khấu. Chúc hai bên được kết tình thông gia, đủ cây dâu bôi xong đến mắt tung hoa. Chúc đôi uyên ương được sánh bước cùng nhau nà, trải qua ngày tháng mà chẳng mang bao thương đau. Cho phép cưới luôn nà, dự tính cho tháng 50 mâm mướn thêm vàng nhạc, muốn càng thêm sung thì mời hát ca tê. Ngày tân hôn cũng đã đến rồi, ôi sao vui quá đi thôi, chú Tam lên đầu rồi mà thiếm tư chẳng thấy đâu. Bà con ơi nhớ đi tới đúng giờ chấm năm, chỉ có một lần bỏ hết công việc cứ để đó mai tình sao. Mời cô dâu chú rể cúi chào hai bên thông gia đi nào, càng hết ly này để rồi chúng ta là của nhau. Ngày mai sau anh hứa chú toàn chăm lo cuộc sống an nhàn để gia đình này của chúng ta vững vàng. Xin mọi người tập trung nghe tôi nói nạ, lễ tân hôn chính thức được bắt đầu. Một tràng pháo tay cho cô dâu và chú rể cùng nắm tay đi lên trên sân khấu. Chúc hai bên được kết tình thông gia, dù cứ giờ môi xong đến mới tung hoa. Chúc ta uyên ương được sánh bước cùng nhau nà, trải qua ngày tháng mà chẳng mang bao thương đau. Lên trên xe hoa rước dâu về nhà, hai bên thông gia cho phép cưới luôn nà. Dự tính cho tháng 50 mâm mướn thêm vàng nhạc, muốn càng thêm sung thì mời hát ca tê. Tình mùa xuân nó kêu tên mình, nghèo ngạt hương đi đâu cũng về với quê nhà, ai cũng thấy chờ đón đến hôm nay tết đến bên tay. Xuân sao lắng nghe quét giòn xong ta đông cho đầy bình xăng lắc lư lưng chừng. Mừng mừng rưng 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 trong lòng tối nay là 30 tết, sắp xếp xong xuôi đi tới đi lui sang một trang năm mới.
rồi nâng cái ly lăng quăng khó khăn ngày qua gian nan đâu có riêng mình ta năm nay xuân sẽ vui hơn mà nhà nhà đều lo bánh trái mức tết như mang lọc đầy khắp sân lân lân trong lòng nôn nao không có lo chi rồi gì đâu có chi buồn lo sao thấy em buồn xo so, xinh đang sang nắng đó chi nhiều dành cho nhau vài câu chúc tết mai này thật ấm êm hạnh phúc sống vui mình à. Mình nâng ly nhâm nhi bạn bè anh em xúm xích mấy cái đứa con nít trèo qua đọt cây mới đưa mắt nhìn anh đây liếm lái vài câu chúc tết rất rất là hay. Xin chào bà con cô bác, thế là hết một năm nhiều điều không may mắn, người người vẫn ăn tâm bên nhau đông đầy yêu thương trao lọc khắp nơi xuân dày. Nhưng mà lì xì thì may mắn ném môi ly bia hôm kia đem về chung vui rồi nâng cái ly lên quăng khó khăn ngày qua gian nan đâu có riêng mình ta năm nay xuân sẽ vui hơn mà nhà nhà đều lo bánh trái mức tết như mang lọc đầy khắp sân lân lân trong lòng nôn nao không có lo chi bởi vì đâu có chi buồn lo sao thấy em buồn xo xin đang sang đắng đó chi nhiều dành cho nhau vài câu chúc tết mai này thật ấm êm hạnh phúc sống vui mình à. Rồi nâng cái ly lên quăng khó khăn ngày qua gian nan đâu có riêng mình ta năm nay xuân sẽ vui hơn mà nhà nhà đều lo bánh trái mức tết như mang lọc đầy khắp sân lân lân trong lòng nôn nao không có lo chi bởi vì đâu có chi buồn lo sao thấy em buồn xo xuân đang sang đắng đó chi nhiều dành cho nhau vài câu chúc tết mai này thật ấm êm hạnh phúc sống vui bình an. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tiếng chúng tôi. Tiếng nào cũng phải tàn. Ngày hôm nay sự đón tiếp của quý thần tộc họ nhà trai thật là đầy đủ và tốt đẹp. Bây giờ tới giờ chúng tôi trước tiên chúng tôi xin trình cái lễ gửi cháu chúng tôi ra. Ở đây chúng tôi có hai cái mâm quả của ít mà lòng nhiều, tượng trưng cho tấm lòng bên nhà gái chúng tôi gửi một phần quà nhỏ đến gia đình họ nhà trai dùng lấy thảo. Sau đó về cái phần mà lễ cháu có thêm một cái nữa, tức là xin kính thưa quý thần tộc cho tôi nói đôi điều với hai cháu. Hai bác Giang, hai cháu có hiểu được cái câu cẩn chung quy diễn không? Để ông Tình nói tiếp này. Cẩn chung quy diễn tức là chúng ta có cội nguồn, có ông bà, có gia tiên, thì chúng ta phải thắp hương gia tiên của người ta tổ trước mới đến hiện tiền. Sau đó ông Tư nói dứt giả phu thê bách giả ăn, một ngày làm vợ làm chồng cố gắng giữ mãi cái tình cảm vợ chồng son sắt, sống bên đời ở kiếp với nhau để từ những thảy bốc thiên liêng trọng đại này, con đã là con là dông trong gia đình này thì về đây mọi việc lớn nhỏ con phải điều xin ý kiến chồng con. Ví dụ một việc đơn giản là cha mẹ chồng là ông bà ngoại bà nội chồng, thì ông Tư cũng mong muốn rằng á gia đình chúng ta là gia đình Cho giáo, về đến đây con mà thể hiện làm sao dâu là con, ông bà ta thì nói để là khách, thì làm sao để cho quý thần tộc bên chồng mình coi mình giống như một người con ngày nào đẹp như ngày cưới. Sau đó tôi xin trình một cái lễ kiếu về gửi cháu về đây. Trong cái lễ kiếu có một phần là gửi cháu, xin kính thưa vị trưởng tộc, và cháu tôi từ nhỏ tới giờ lớn lên đi học rồi đi làm, mọi công việc trong nhà đều do mẹ nó, cha nó chỉ biểu, nhiều tiếp xúc nó chưa có đành. Cũng mong vị trưởng tộc, ông bà, cha mẹ chồng nó, cháu nó cũng nhỏ dại có điều gì dạy bảo cho cháu nó phải thay thế. Dạ hai hộp cơm hộp rồi rảo con là con phải chờ cháu nó sống cho lấy tiền tướng năm kia tôi làm ăn rồi chờ chờ của cháu nè. Con cũng có nơi ăn chỗ mà ở đàn là chỗ có nơi nó ăn nó tốt đẹp như vậy là quá. Rồi xin chào về ha. Rồi rồi hai vợ tôi xin kiếm ơi. Xong rồi. Chưa chưa chưa. Còn hai ông ngoại nữa. Hai ông ngoại rồi hả? Tụi con cấn duyên cao trầu, thiệp hồng đưa lối mai này em được làm cô dâu. Hai đứa thương nhau thật lòng, câu hứa trăm năm mặn nồng, dành mong uyên ương trọn đời nên nghĩa giữa chồng. Ngoài kia dương nho đời trai, anh chớ lo chi có em kể. Chờ anh mang cầu cao bước qua trước em về nhà, là đẹp tình duyên lứa đôi tình yêu đậm đà. Mình nghèo mà thương mến nhau, dù mưa hay nắng trước sau, chẳng đổi thay lòng dành trọn thủy chung mặn nồng. Một đời với nhau, một lòng trước sau cùng bên nhau sắc son cao.
bao đứa em thì có mình. Sắp sân sắp sân, không khí tân hôn linh đình, ai cũng xì xăm đôi mình, nhìn tụi nó tinh bởi bên. Nhậu sáng đêm rượu 5 lít bia 50 lon, động phòng ăn ai lo cuốc lo cài kiếm tiền nuôi con. Hai nhà ta nay thành xuôi, thêm thằng cu hay cô công chúa lấy kèn vui. Lo măng ăn không là tiêu, anh em chi cốt đừng ngủ chơi bơi tôi còn vợ yêu. Đếm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu. Kéo theo đàn trai mừng mâm, coi bối ngày ngày 25. Nàng ơi anh tới, anh đón em về khách tình trăm năm. Yêu thương nhau từ lâu mà anh chỉ muốn yêu lại từ đâu. Yêu em khi còn thơ, yêu cho đến khi ăn lòng bạc hàng đầu. Em ơi em đừng lo, cày bên em luôn luôn có anh. Thề một câu luôn, khi yêu là cười. Xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu. Kéo theo đàn trai mừng lắm, coi bối ngày ngày 25. Nàng ơi anh tới, anh đón em về khách tình trăm năm. Gái lớn gái chồng, ông bà ta nói thì luôn luôn đúng chứ đâu có sai. Em ơi ngày mai, em ơi ngày mai theo anh về Vinh đi. Hai bàn tay trắng anh sẽ lo lắng cho em hết đời. Vì yêu em nên anh mới lo làm, vì thương em nên anh hớ chơi bời. Về bên nhau ta say đến phút lâu dài, về bên nhau ta
dân chơi dân chơi xứ biển. Em là con gái của cái vùng sông nước, cái trường lưu thủy và đại hải thủy. Đường nào con cháu mình cũng có phước. Ông trên đã tính ra trước một bước thì ngại gì đâu mà anh không rước. Cưới vợ không phải là ván mạt trượt, thằng có ba bích thằng đó đi trước. Anh có mơ đất mấy ngàn hecta, thú vui tao nhã là trồng thảo dừa. Đợi em dưỡng ngang phải gọi là mướt mê lem mê lem. Có một vết xứ bà áo bà ba trong gió lướt trước, nhiều lúc huyết áp anh muốn suy nhược. Bà con lối sớm họ chỉ biết ước họ khen thằng này ngó bộ mà được. Ông già anh thích chơi lan đột biến, còn má của em tay chơi cá coi. Lúc ở không đánh bài tươi sắc với mấy bờ trên cô rác xin boy. Canh chua cá lóc mà anh ăn không ngán thì em nguyện nấu cho anh cả đời. Nhưng mà lương tháng thì anh không được giấu để em sắm vàng như vậy mới lời. Anh cũng không có chiếc G63, tài sản của anh là quay em pha. Chiều chở em đi mua cà rá ngân nga cầu hát tích tình tình ta. Tôi đứng trên tầng gác
thật cao, nhìn ra chân trời xa xa, từ bóng mái nhà đèn hoa sáng ngời, bầu trời đêm vào muôn vì sao xa. Tôi ngắm bao gia đình ấm tình yêu, nghe máu trong tim hòa niềm vui, lâng lâng lời ca. Còn đi xây nhiều nhà khắp nơi, nhiều tổ ấm sáng vui tình nhớ đời, lòng anh thấy càng thương nhớ. Dù xa nhau trong ngày đêm, anh càng yêu em lắm. Tổ quốc của ta, anh lắng nghe bao lời ân ái, những bài tình ca.